nhạc sĩ đình đám của showbiz Việt. Trong làng nhạc Việt, có không ít các cặp đôi chồng là nhạc sĩ, vợ là ca sĩ đã mang đến cho nhau sự thành công và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, như Phương Thảo, Ngọc Lễ, Minh Vy, Cẩm Ly, Anh Quân, Mỹ Linh, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, và mới nhất có thể kể đến cặp đôi mới cưới Dương Khắc Linh Sara Lưu. Phương Thảo, Ngọc Lễ Thập niên 90, khi nhạc trẻ mới lên ngôi, không ai không biết đến cặp đôi vợ chồng Phương Thảo, Ngọc Lễ, cả hai đã tạo nên hình ảnh đẹp trên sân khấu bằng các sản phẩm âm nhạc đến từ chính tình cảm gia đình hạnh phúc của mình. Đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, gia đình Phương Thảo, Ngọc Lễ quyết định sang Mỹ định cư cùng gia đình sau khi nữ ca sĩ gặp lại người cha mà cô đã thất lạc 28 năm. Anh Quân, Mỹ Linh. Nhạc sĩ Anh Quân kết hôn cùng Mỹ Linh vào năm 1998 khi đã có một đời vợ, thời điểm ban đầu những sáng tác của anh Quân đã giúp giọng ca Mỹ Linh nhận được nhiều tình cảm của khán giả và ngày càng nổi tiếng. Cũng từ thời điểm đó, anh trở thành nhà sản xuất, người góp phần xây dựng phong cách riêng cho vợ. Cả hai đã có sự hỗ trợ cho nhau rất an ý để cùng phát triển và trở thành những người đi đầu trong nhạc Việt. Cẩm Ly, Minh Vy. Mặc dù tuổi không còn trẻ, Cẩm Ly vẫn giữ vững vị thế của mình trong làng nhạc Việt, có lượng người hâm mộ đông đảo. Cẩm Ly luôn dành nhiều lời khen ngợi cho chồng trên truyền thông, Cẩm Ly khẳng định chồng là người luôn đưa ra những định hướng đúng đắn dành cho cô trong nghề nghiệp. Tất cả những gì trong âm nhạc cẩm ly đều để cho chồng quyết định. Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang Lưu Hương Giang gặp Hồ Hoài Anh khi anh còn đang chơi trong ban nhạc giao thời. Sau khi yêu, Lưu Hương Giang đã thể hiện thành công một loạt ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác. Ngoài ra, sự kết hợp giữa họ cũng cho ra đời ba album Tôi là Lưu Hương Giang, Cải Bắp và Chuyển Động. Dương Khắc Linh, Sarah Lưu Dương Khắc Linh và Sarah Lưu công khai yêu nhau vào khoảng tháng 11 năm 2018. Chuyện tình của cặp đôi từng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng sau cùng Dương Khắc Linh và Sarah Lưu đã có được cái kết đẹp bằng một đám cưới rất lãng mạn với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã có một chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt với nhiều sáng tác đã trở thành bản hit. Sarah Lưu lại là nữ ca sĩ trẻ đang bắt đầu gây dựng tên tuổi. Nhiều người hy vọng sau này cô sẽ có được những bước tiến xa hơn trong âm nhạc với sự hỗ trợ của người chồng là nhạc sĩ nổi tiếng ban châu tổng hợp